Thấy chưa? Hôm nay chúng ta học một ca lâm sàng rất hay, rất hiếm. Nhưng mà nếu như là chẩn đoán của tôi là đúng thì trên thế giới là cho đến năm 2004, xem cái tài liệu năm 2004 thì chỉ có 26 trường hợp giống như chú này thôi nha. Đây là bệnh nhân nam 51 tuổi, bệnh nhân này có tiền can nghiện rượu mãn. Cái đây 3 tuần lễ bệnh nhân đột ngột đau dữ dội như dao đâm thường nguyện. Bệnh nhân khai là không những đâm còn giống như ngoáy trong đấy nữa nha. Thì bệnh nhân vô bệnh viện được chẩn đoán là một cái u tụy xuất huyết, cái u tụy xuất huyết. Rồi sau đó 4 ngày thì bác sĩ chưa có ý kiến gì là bệnh nhân đã xin về vì hết đau rồi. Về nhà thì bệnh nhân đi cầu phân đen 10 ngày. Có một lần bệnh nhân ói ra máu khoảng bao nhiêu anh? Khoảng chừng chén không? Chén. Khoảng chừng chén máu. Nha, rồi 10 ngày sau thì bệnh nhân hết ói, không đi cầu phân đen nữa, cũng không có ói ra máu nữa nha. Rồi sau đó bệnh nhân đi cầu phân dài bình thường. Rồi tuy nhiên là bệnh nhân có đau đó lại. Đau đó không đau lại luôn. Không đau lại sao nhập viện? Giờ là không đau lại. Không. Lý do sao nhập viện lần thứ nhì? Cũng đau lần thứ nhì mà ít hơn. Ít hơn khoảng mấy phần so với lần đầu? Khoảng 7 phần. 7 phần, nghĩa là sau đó thì bệnh nhân cũng đau lại giống như lần đầu, ít hơn. Khoảng 7 phần 10 so với cái lần đau đầu tiên. Nha, thì khi vô bệnh viện đó thì người ta khám thấy gì? Bệnh nhân bệnh nhân này toàn trạng là trung bình. Hơi ốm chút xíu, da niêm hơi nhạt. Mà thấy da niêm nhạt không? Nhưng này đã được truyền 2 đơn vị máu rồi đúng không anh? Có truyền máu chưa? Không. Rồi, da niêm hơi nhạt rồi, không có phù. Nha. Anh nằm ngay ngắn được xem cái bụng chút xíu. Nằm ngay ngắn là đúng rồi. Bây giờ khám cái bụng đó chúng ta thấy là ở lấp ló ở dưới cái bờ sườn bên trái của bệnh nhân có một cái khối. Bạn thấy cái khối này nó đập theo nhịp mạch. Đây, quan sát cái zoom vào trong cái là thấy không, thấy đập theo nhịp mạch không? Đúng không? Đây nè. Đấy, khi chúng ta thấy một cái khối nó đập theo nhịp mạch đấy thì có hai khả năng xảy ra. Một là một cái khối u nó nằm trên cái phình mạch. Hai là bản thân cái phình mạch đấy. Nắm được chưa? Hai trường hợp này nó khác nhau chỗ nào? Là nếu là khối u thì nó sẽ di chuyển lên xuống thôi. Còn cái độ căng của nó không thay đổi. Còn khối này là nó có độ căng thay đổi theo nhịp mạch luôn. Nó đập theo nhịp mạch mà cái độ căng của nó thay đổi theo nhịp mạch luôn. Như vậy thì đây là một cái phình mạch. Cái phình mạch nha. Thì nếu là cái phình mạch thì cái vị trí này là tương ứng với phình của mạch nào? Hả? Của mạch nào? Đâu là lọt sang phía bên trái mà. Hả? Là sang bên trái. Nha, mà chủ nằm ở thường vị. Ở đường giữa, xin lỗi, đường giữa thường vị, còn cái này là sang trái mà. Nha, đây là sang trái. Nha, đây là phình của động mạch lách. Nha, tại vì sao tôi chẩn đoán là cái phình của động mạch lách? Tại sao? Đang biết là trong cái phình mạch ở trong bụng ấy thì phổ biến nhất là gì? Là phình động mạch chủ. Còn trong các phình của các mạch tạng là gì? Là các cái động mạch tưới máu cho các tạng. Thì anh động mạch lách, cái phần động mạch lách là phổ biến thứ nhì nha. Vị trí này là vị trí tương ứng với động mạch lách, cho nên tôi chẩn đoán là một cái phần động mạch lách. Tại sao có phần động mạch lách? Tại sao bạn biết là mặt giải phẫu là cái động mạch lách anh đi sát với bờ trên cấu tụy đúng không? Cái bờ trên cấu tụy trên, cái bờ trên cấu tụy có động mạch lách nó đi ngoằn ngoèo đúng không? Bệnh nhân này là có tiền căn là nghiện rượu mãn đúng không? Nghiện rượu mãn thì rất nhiều khả năng là bệnh nhân bị viêm tụy mãn đúng chưa? Vậy viêm tụy mãn nó có liên quan gì đến cái phình mạch lách? Cái nguyên nhân thường gặp nhất của phình động mạch lách là gì? Là viêm tụy mãn. Tại sao? Tại vì cái mô tụy viêm á, cái mô tụy viêm mãn đấy nó nằm lân cận cái mạch máu, nó làm cho cái thành mạch đó bị yếu đi, nắm được không? Cho nên nó gây ra cái phình động mạch lách. Cái nguyên nhân thường gặp nhất của phình động mạch lách là viêm tụy mãn. Nguyên nhân thứ nhì là chấn thương động mạch gây ra cái phình mạch. Nguyên nhân thứ ba là cái bệnh lý động mạch do sơ vữa hay do viêm nha. Thì ông này anh bệnh nhân này là có tiền căn viêm tụy mãn đúng chưa? Tiền căn nghiện rượu mãn chắc chắn là có tụy là có vấn đề rồi nha. Bệnh nhân viêm nghiện rượu mãn thì một là tụy, hai là gan, là chắc chắn là có vấn đề. Bây giờ sờ được có phình đập theo nhịp mạch, có phình của mạch máu đập cái phình động mạch ở vị trí đấy trên bệnh nhân có tiền căn nghiện rượu mãn, thì tôi chẩn đoán ngay là cái phình động mạch lách do cái viêm tụy mãn nó là cái nguyên nhân nha. Tại sao bệnh nhân lại đi cầu ra máu? Cái phình động mạch lách này nó có thể gây ra một số biến chứng quan trọng nhất, nguy hiểm nhất là gì? Nó vỡ tự phát trong bụng, nó vỡ cái đột ngột trong bụng
nha. Những trường hợp này là thường thường là bệnh nhân vô là cứu không được, vô trong bệnh cảnh là xuất huyết nội ồ ạt và cứu không được nha. Tuy nhiên có một số trường hợp nó nhẹ hơn là gì, cái phình mạch nó trong quá trình nó phình từ từ ra nó sẽ dính vào các trạng, các tạng lân cận, có thể dính vào trong đại tràng ngang, có thể dính vào trong dạ dày, ngay cả có thể nó dính vào trong cái ống nguyệt sung, và nó có thể nó bể vào trong những cấu trúc đấy, bể vào trong dạ dày, bể vào trong đại tràng ngang, bể vào trong ống nguyệt sung. Thì bệnh nhân này chảy máu có vẻ có giới hạn nha. Nếu mà nó vỡ vào trong đại tràng, vỡ vào trong dạ dày thì bệnh nhân ồ ạt, ố ra máu, tiêu ra máu đỏ là chạy không kịp. Còn trường hợp này anh này cũng có ố một lần ra máu, đi cầu phân đen 10 ngày thì cái sự chảy máu đấy là có tương đối, nó có giới hạn. Tôi chẩn đoán là một cái phình động mạch lách mà nó có giò, nó có thông với ống nguyệt sung và nó chảy máu vào trong cái ống nguyệt sung xuống dưới đường tiêu hóa, nó gây ra là cho bệnh nhân đi cầu phân đen và có một lần bệnh nhân nôn ra máu nha. Đó là về lâm sàng thôi, để khẳng định chúng ta phải xem cái phim trên CT á nha. Rồi yên tâm đi đây.